Hello, xin chào cả nhà. Ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo để chúng ta có thể là thoải mái sáng tạo content khi mà chúng ta viết bài ở trên mạng xã hội. Chúng ta sẽ có 3 bước cơ bản như sau. Bước số 1 thì chúng ta sẽ liệt kê tất cả những cái từ khóa liên quan tới sản phẩm về mặt công dụng, chức năng. Bước số 2 chúng ta sẽ liệt kê ra những từ khóa mở rộng liên quan tới sản phẩm nhưng mà về mặt là cảm xúc, hoặc là chúng ta liên tưởng đến những cái đối tượng khác. Bước số 3 chúng ta sẽ lựa chọn những cái trending hay là những tin tức hot tại thời điểm hiện tại và chúng ta sẽ kết nối nó với những cái từ khóa mở rộng chúng ta đã tìm được ở bước 2 nhé. Và chúng ta sẽ cùng đi vào một ví dụ cụ thể. Ở đây chẳng hạn là mình sẽ liên kết giữa một cái sản phẩm là bộ đồ pyjama với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia ngày hôm qua. Thường thì chúng ta sẽ viết bài là nào là quần áo đẹp, giá rẻ rồi thế này thế kia. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ tiếp cận nó với một cái góc nhìn khác nhé. Bước 1 thì chúng ta liệt kê tất cả những cái thứ liên quan đến bộ đồ pyjama như là chất liệu bằng lụa này, bằng satin này, hay là free size, nhẹ này, mát này, mịn này. Bước số 2 chúng ta sẽ liệt kê từ khóa mở rộng. Ví dụ như là sự tự tin này, thành công này, quyến rũ này, thu hút này, đẹp này, xấu này, cao này, thấp này, rồi đắt này, rẻ này. Và ở đây mình sẽ chọn hai từ khóa là tự tin và thành công. Bước số 3 thì chúng ta sẽ vào viết bài. Tối qua, chiến thắng 4-0 trước Campuchia đã không thể giúp Việt Nam giành ngôi đầu bảng nên chúng ta sẽ phải gặp Thái Lan ở bán kết. Tuy vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chả ngán đối thủ nào cả. Ông cho rằng đội nào thì cũng như nhau cả thôi. Vì vậy ta thấy rằng là cái sự tự tin nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Nó có thể giúp chúng ta là ngẩng cao đầu, chiến đấu với tinh thần quả cảm, cầu tiến. Trong cuộc sống cũng vậy. Sự tự tin sẽ giúp cho chị em chúng ta có thể làm được nhiều hơn những cái điều mà chúng ta thường nghĩ. Chúng ta có thể là thoát ra khỏi được cái giới hạn của bản thân. Và những cái kết quả đem lại đó, nó sẽ tạo ra những cái tiền đề để chúng ta có được những cái thành công cao hơn hay là hạnh phúc hơn, để có thể cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Vì vậy chúng ta hãy luôn tự tin thôi nhỉ. Đó chính là một cái thang thuốc bổ quý giá nhất, liều thuốc cho tinh thần của người thành công. Hãy đến với ABC Shop, chúng tôi sẽ giúp bạn là luôn tự tin, lạc quan với những cái bộ đồ pyjama thật là sang trọng này, thanh lịch này, không đụng hàng. Hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0984XXX để sở hữu ngay những bộ pyjama của những quý cô thành công với giá siêu hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Ok, như vậy là mình đã làm ví dụ demo cho các bạn một cái cách viết nội dung thông qua cái việc là tìm được cái từ khóa mở rộng và liên kết với cái trending hay là những cái vấn đề mà xã hội đang quan tâm ở thời điểm hiện tại. Bạn nào mà có những cái nội dung khác thì chúng ta có thể là comment ở phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Hay là bạn có những cái trải nghiệm nào liên quan đến nội dung của video thì chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ ở bên dưới. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.